Hello, hello, xin chào các anh chị, xin chào các bạn. Trong video này thì tôi sẽ nói về một chủ đề mà mọi người rất là quan tâm. Đó là cái kỹ thuật đăng bài trên Facebook làm sao để có nhiều tương tác, làm sao để có nhiều tương tác, được chưa ạ? Hiện nay thì chúng ta thường gặp phải một cái tình trạng đấy là chúng ta thường kêu là tỷ lệ tương tác của chúng ta rất là ít. Bài đăng của chúng ta là lượt tiếp cận tự nhiên thấp. Hay bị bóp tương tác, đúng không? Vậy thì làm thế nào để bài đăng ở trên Facebook cá nhân hoặc là trong fanpage có nhiều tương tác nhất có thể? Thì sau đây tôi xin gợi ý cho các bạn và các anh chị một số những cái kỹ thuật, một số những cái gợi ý cơ bản để các anh chị và các bạn thực hiện, được chưa ạ? Vâng, tên tôi là Nguyễn Phan Anh, là giảng viên đại học ở một trường đại học lớn tại Hà Nội, và tôi cũng là chuyên gia về đào tạo về digital marketing, Facebook marketing và bây giờ là cả TikTok nữa. Vâng, đây là thông tin cá nhân của tôi, số điện thoại, website, email, kênh YouTube và Facebook, được chưa ạ? Vâng. Thế thì đầu tiên ấy là chúng ta cần phải quan tâm đến là cái thuật toán của Facebook. Thì hiện nay Facebook nó có một cái thuật toán nó gọi là mới nhất là 2019, là nó gọi là tại sao tôi lại nhìn thấy bài đăng này. Vâng, cái thuật toán này Facebook muốn ngụ ý rằng là những nội dung mà người dùng thực sự quan tâm thì mới được hiển thị tới. Những nội dung mà người dùng thực sự quan tâm mới được hiển thị tới. Tức là nếu mà bạn quan tâm về lĩnh vực thời trang thì trên Facebook của bạn sẽ rất nhiều các cái thông tin về thời trang. Bạn quan tâm về nhà hàng thì trên Facebook của bạn sẽ có rất nhiều các cái thông tin về nhà hàng. Bạn quan tâm về iPhone thì có rất nhiều thông tin về iPhone, về điện thoại. Đó, ý nghĩa của nó là như vậy. Vâng, và nó dựa trên một cái thuật toán đấy là gì? Ở đây chúng ta nhìn thấy ai đang tương tác với chúng ta? Who are user typically interacts with, đúng không? Ai đang tương tác với chúng ta? Tiếp theo ở giữa màn hình, đúng không ạ, là the types of media in the post, tức là cái định dạng, cái loại media ở trong bài đăng là gì, ảnh hay là video hay là đường link hay là bài bài viết thông thường đấy, và the popularity of the post, tức là cái mức độ phổ biến của cái bài đăng đó, mọi người có thích nó không, mọi người có tương tác với nó nhiều không. Thì ba cái yếu tố này nó sẽ tạo ra được cái khả năng viral, tức là khả năng lan truyền, khả năng reach, tức là tiếp cận đến với nhiều người xem hơn trên Facebook cá nhân hoặc là trên fanpage. Vâng, tất nhiên là chúng ta phải hiểu về Facebook một chút, đúng không? Facebook hiện nay theo dõi này, nghe lén này, đọc thông tin ở trên tin nhắn này. Mình bấm like ở đâu này, mình comment ở đâu này, mình inbox ở đâu này, mình nói chuyện là Facebook nghe lén hết. Thì nó rất là hiểu chúng ta, nó biết là chúng ta muốn gì. Đấy, và nhưng mà chúng ta cần phải hiểu cơ chế của nó, cần phải hiểu thuật toán của nó, cần phải hiểu cái điều mà nó muốn thì chúng ta sẽ làm cái điều mà Facebook muốn thì chúng ta sẽ đạt được. Hiện nay Facebook muốn bảng tin của chúng ta là chỉ xuất hiện những cái nội dung mà bạn quan tâm. Đấy, thí dụ như là tôi đang quan tâm đến thời trang nam rất nhiều thì trên Facebook của tôi rất nhiều các cái hình ảnh thông tin về thời trang nam. Tôi hay tương tác với một số người bạn của tôi ở trên Facebook thì những bài đăng của tôi thì những người bạn đó sẽ nhìn thấy. Vâng, đấy. Thế thì ở đây chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta muốn ai nhìn thấy chúng ta thì chúng ta phải đi tương tác với chính họ. Cho nên là sự thay đổi về một cái thuật toán hiển thị ở trên bảng tin nó sẽ làm thay đổi mọi thứ. Đấy, nó làm thay đổi cái cách mà chúng ta đăng bài, nó làm thay đổi cách mà chúng ta sử dụng Facebook, nó làm thay đổi hiệu suất bán hàng của chúng ta. Đấy, cho nên là ngoài việc chạy quảng cáo thì chúng ta cũng phải xây dựng thương hiệu cá nhân trên Facebook cá nhân, đăng bài trên fanpage để làm sao cho tăng được lượt theo dõi, tăng được lượt thích và tăng được lượt tiếp cận tự nhiên, đúng không? Ok. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi về một cái lời khuyên thứ nhất, đấy là hãy tương tác lẫn nhau, tương tác lẫn nhau, tương tác hai chiều.
Đấy. Tương tác hai chiều. Ví dụ bây giờ nhá, các bạn phải hiểu như này này. Bây giờ ông Phan Anh là khách hàng của bạn và các bạn muốn ông Phan Anh nhìn thấy bài đăng của các bạn thì các bạn sẽ làm thế nào? Thì các bạn sẽ tìm cách để ông Phan Anh phải tương tác với bài viết của mình bằng cách như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ vào Facebook của ông Phan Anh, vì ông Phan Anh là khách hàng tiềm năng. Ông Phan Anh ông đăng một cái hình ông ấy đi dạy, đúng không? Thế bảo ôi thầy ơi, thầy đi dạy ở đâu đấy, chương trình thầy dạy gì là hay thế, thầy có thể cho em xin slide không, hay là em muốn mua khóa học của thầy, thầy có thể cung cấp thông tin cho em không? Thế thì với một câu hỏi như vậy, với một câu hỏi như vậy thì bắt buộc cái người mình đang comment là ông Phan Anh, ông ấy sẽ phải trả lời cho mình. Và khi ông ấy trả lời thì thực chất đó chính là quá trình tương tác hai chiều rồi, tương tác hai chiều rồi. Còn nếu mà mình vào mình lại ở ôi đẹp thế, ôi thật tuyệt vời, wow, thế thì người ta không biết sẽ trả lời như thế nào. Thì như vậy lần sau bạn đăng bài thì ông Phan Anh vẫn không nhìn thấy bạn, mà mục tiêu của bạn bây giờ là thu hút hàng nghìn người nhìn thấy bạn. Vì vậy là trong cái kỹ thuật làm nội dung có một cái lời khuyên đấy là chúng ta phải đi tương tác hai chiều, và tương tác ở đây chúng ta phải tương tác một cách nghiêm túc chứ không phải là dùng phần mềm đi tương tác ảo. Chúng ta dùng trí tuệ, dùng câu hỏi để chúng ta đặt câu hỏi tương tác đó, và tương tác hai chiều là rất là quan trọng nhá. Đấy. Thế thì đấy là cái lời khuyên đầu tiên. Vậy trong kỹ thuật bán hàng thì chúng ta sẽ dành thời gian ra một ngày buổi sáng hoặc là buổi trưa hoặc buổi tối, những lúc chúng ta rảnh không có khách, là chúng ta đi comment dạo, nói vui đấy, gọi đi comment dạo với list các khách hàng mục tiêu của mình. Đấy, take care lại họ, được chưa ạ? Và đừng có vào bấm like cái rồi đi ra. Nếu bạn bấm like bài của họ và bạn đi ra thì bạn sẽ luôn nhìn thấy bài của họ, còn họ không nhìn thấy bài của bạn. Hãy nhớ rằng ông Phan Anh là khách hàng mục tiêu thì hãy làm cho ông Phan Anh phải tương tác với bạn, ok, bằng cách đặt câu hỏi và bắt ông ấy phải trả lời. Còn nếu cứ bấm like bài của ông ấy, cứ bấm like bài của ông ấy thì lần sau ông ấy đăng bài bạn lại nhìn thấy, lần sau ông đăng bài bạn lại nhìn thấy, còn ông ấy không nhìn thấy bài của bạn, nhớ điều đó. Vâng, tiếp theo là lời khuyên thứ hai là hãy đăng những nội dung thật hấp dẫn, thật thu hút người xem. Đấy, có các yếu tố như là tò mò, hài hước, đúng không? Vui vẻ, có giá trị, có tri thức, có kinh nghiệm, có những yếu tố tổng hợp. À, thí dụ như là bây giờ bạn sẽ nói là bạn sẽ đăng một bài này, 99 bí quyết để tăng tương tác cho Facebook. Thì rõ ràng là một cái bài viết như vậy có 99 bí quyết thì người ta sẽ rất thích cái bài viết đó, và người ta sẽ share nhiều. Đấy, người ta sẽ cảm ơn nhiều. Hay là tôi sẽ nói là tôi sẽ tặng các bạn một cái bộ khóa học video, các bạn hãy comment vào đây. Thì bạn muốn nhận được cái món quà đấy, đúng không? Thì bạn bắt buộc bạn phải comment vào. Và khi bạn comment vào thì lần sau tôi đăng bài, bạn sẽ lại nhìn thấy bài của tôi. Đó là cái mẹo. Chúng ta có thể là làm nội dung chất lượng, chúng ta có thể làm nội dung tương tác, chúng ta có thể làm nội dung cho đi. Tương tác là như thế nào? Ví dụ như là trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh .. gì gì đó, hãy điền tiếp vào đây. Đấy gọi là nội dung tương tác, nội dung dạng câu hỏi, nội dung dạng mini quiz game, nội dung dạng tặng quà tặng giveaway, rồi nội dung dạng chơi trò chơi, đánh đố, trao thưởng, tặng quà. Thì người ta muốn nhận được quà, người ta muốn nhận được giá trị, nhận được tài liệu thì người ta phải tương tác với mình, ok đấy. Hoặc là ví dụ như là mình đăng một cái bức hình mình đi chụp ở bikini ở biển, mình mặc một cái bộ đầm rất là đẹp đi dự sự kiện, đúng không? Thì mình đăng lên thì chắc chắn là cái lượt xem nó cũng rất là nhiều đấy, lượt bấm like nó rất là nhiều, và nó bấm like như vậy thì cái bài tiếp theo mình đăng người ta lại nhìn thấy. Đấy, lời khuyên thứ ba đó là gì? Chúng ta cũng nên đăng vào những cái khung giờ vàng. Khung giờ vàng ở đây là cái đỉnh của người xem Facebook nó rất là nhiều. Thực ra trong một ngày thì hiện nay người sử dụng Facebook người ta lướt cả ngày thôi, rất là nhiều. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó, thì nó sẽ luôn có những cái đỉnh, tức là cái lượt xem, cái lượt truy cập nó nhiều hơn. Đấy. Ví dụ như bạn đừng có đăng vào lúc 5 giờ chiều, vì cái giờ đấy người ta đang ở trên đường đi về nhà, đang đi đón con,
thì như vậy người ta không xem, đúng không? Ví dụ đăng buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều hoặc là đặc biệt là buổi tối, tầm khoảng 8 giờ, 8 giờ 30 tối bạn đăng thì bạn sẽ đón được cái đỉnh khoảng lúc 21 giờ. 21 giờ 30 là người ta xem Facebook rất nhiều. Đấy. Nhá. Trong đấy là trong ngày, còn trong tuần thì từ thứ ba đến thứ năm là tuyệt vời nhất, đúng không? Tối chủ nhật cũng rất là ok. Thế còn thứ sáu, thứ bảy thì nó bị giảm đi một chút vì người ta có thể đi du lịch, người ta có thể đi chơi, người ta có thể đi liên hoan đấy. Thì chúng ta hãy chọn khung giờ vàng trong ngày và khung giờ vàng trong tuần, được chưa? Đấy. Và chúng ta có thể là gì ạ? Sử dụng cái tính năng thứ tư đấy là xem xét về cái phần page, fanpage insight, tức là cái phần bên trong để xem là cái khách hàng của chúng ta là ai, tuổi tác, giới tính, khu vực, rồi họ thích cái gì, đấy, vân vân, để chúng ta có thêm thông tin về khách hàng của chúng ta. Đấy, chúng ta hiểu, thấu hiểu khách hàng thì chúng ta sẽ chiều khách, chúng ta sẽ đưa những nội dung mà họ thích lên. Vâng, lời khuyên thứ năm đó là chúng ta hạn chế, không nên đăng những cái nội dung mà bị mất tương tác, bị cấm. Đấy, thì như vậy có rất nhiều nội dung ở Facebook nó cấm, ví dụ như là hôm trước tôi có đăng về 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 cái cảnh báo lừa đảo thì tôi thấy không có ai tiếp cận cả, bởi vì rõ ràng là Facebook nó hiểu sai, thế thì nó không cho cái bài đấy được hiển thị, đúng không? Đấy, thì hạn chế đăng những cái nội dung như vậy, và đặc biệt là các cái vấn đề về bản quyền, ví dụ như bản quyền âm nhạc, bản quyền hình ảnh, bản quyền video. Đấy, thì các bạn nên hạn chế nhất có thể nhá. Rồi, lời khuyên tiếp theo đó là hãy thường xuyên đăng bài, đăng liên tục, đăng có lịch trình, đấy, cố định, được chưa? Đúng, đủ, đều, đúng, đúng. Ở đây là đúng chủ đề, đủ là đủ số lượng, đều là thường xuyên liên tục. Đó, thì chứ không phải là lúc lên voice xuống chó hứng thì làm, lúc không, mà phải có một cái cam kết, đấy, nhá. Và chọn đúng cái chủ đề mà mình xây dựng thương hiệu. Mình ví dụ như mình làm spa thì mình ngày nào mình nói về spa, ngày nào mình nói về spa. Sản phẩm spa, khách hàng spa, dịch vụ spa, kinh doanh spa, khởi nghiệp spa. Đấy, giống như tôi làm marketing, làm kinh doanh online thì tất cả các chủ đề về kinh doanh online, về công cụ tôi làm hết. Ok. Tiếp tục là hãy tạo group cho mình, hoặc là phát triển các group, hoặc là truy cập vào những group lớn để đăng nội dung, và sau đó là hút khách từ group về Facebook cá nhân của mình. Một trong những cái lời khuyên để có được nhiều lượt tương tác đó là mình phải có nhiều bạn, mình phải có nhiều theo dõi, mình phải có nhiều lượt thích trên fanpage. Ví dụ bây giờ Facebook của mình có 100 bạn thì mình đăng thì chỉ có 100 người nhìn thấy thôi, nhưng mà Facebook của mình có 1 vạn bạn thì mình đăng lên thì có cơ hội 1.000 người nhìn thấy. Facebook của mình có 100.000 bạn thì mình đăng lên có cơ hội là 10.000, 20.000 người nhìn thấy. Đấy, fanpage cũng tương tự như vậy nhá. Cho nên một trong những cái nhiệm vụ quan trọng nữa đó là mình phải tăng like cho fanpage, tăng theo dõi cho fanpage, hoặc là tăng bạn bè, hoặc là tăng lượt theo dõi cho Facebook cá nhân. Còn nhóm thì là tăng lượng thành viên, tăng tương tác, đúng không? Vâng. Và nếu có thể, và hãy khuyến khích những khách hàng tiềm năng của mình, khách hàng đã mua hàng của mình, bấm vào nút see first, tức là xem trước ở trên fanpage hoặc là profile của mình. Đó. Với những cái nội dung mà được gắn nhãn bán hàng thì chúng ta cũng nên đưa hình ảnh sản phẩm một cách sexy, khéo léo, hợp lý, đúng không? Đấy, sâu hàng một cách hợp lý thì người ta cũng rất là vui. Viết một cái nội dung mô tả cho bức tranh này, bức ảnh này. Đấy, và mình có thể mình chỉ bán cái kính thôi, hay là mình bán cái hoa tai thôi, hay là mình bán bộ đồ bikini thôi. Thế nhưng mà một cái bức ảnh nó quá là hấp dẫn thì người ta sẽ muốn dừng lại. Vâng, tiếp theo đấy là chúng ta cần phải xây dựng uy tín thương hiệu của nhãn hàng, của sản phẩm và của người bán. Và trong cái xã hội hiện nay thì chúng ta cần phải xây dựng uy tín, chúng ta không thể nào mà ăn sổi được. Chúng ta nếu mà chúng ta bị bóc phốt, chúng ta bị người ta nói đánh giá thì sẽ rất là có nguy cơ bị ảnh hưởng đến thương hiệu của chúng ta. Vâng, tiếp theo là chúng ta hãy sử dụng những cái hình ảnh, ảnh động, ảnh 3D hoặc là dạng video ngắn đấy, cho nó thêm sự mới lạ. Hoặc là chúng ta sử dụng các công cụ AI, tức là trí tuệ thông minh nhân tạo về hình ảnh, để chúng ta tạo ra những hình ảnh đẹp chúng ta đưa lên. Vâng, nếu như chúng ta có nhân viên, có group, đúng không ạ, có bạn bè thì hãy yêu cầu họ là chia sẻ bài, like bài ở trên fanpage hoặc là trên Facebook của mình.
Đấy, và quan trọng là bản thân mình phải tạo ra những nội dung có hấp dẫn, có thu hút. À, ví dụ như các nội dung về trí tuệ, thông minh, từ thiện, về sức khỏe, về kiếm tiền, về làm đẹp, về nuôi dạy con cái vân vân, thì những cái nội dung như vậy người ta rất là thích. Vâng, các cái nội dung tối ưu cho thiết bị di động, ví dụ như là ảnh dọc, video dọc, tải trang web nhanh thì luôn có lượt truy cập cao hơn thông thường. Đấy, ví dụ như là video dọc thì có lượt xem cao hơn 35% so với video ngang. Vì ngày nay người ta sử dụng điện thoại di động để xem rất nhiều, thế người ta thích xem video dọc hơn. Đấy, và video dọc thì các bạn có thể chia nó 2-3 phần, tức là bạn quay 3 video xong bạn ghép vào nhau, xếp thành 3 phần như này. Đấy, thì nó không bị lãng phí. Đấy cũng là một cái mẹo để làm kỹ thuật ở video. Hiện nay thì 85% người xem Facebook trong môi trường không có tiếng, ví dụ như xem hình và xem chữ. Vì vậy là khi chúng ta làm video thì chúng ta nên có phụ đề, nên có phụ đề viết đi kèm. Đấy, nên có phụ đề nhá. Tỷ lệ người xem livestream phát trực tiếp thì cao gấp 4 lần so với video thông thường. Cho nên chính chúng ta cũng có một cái kế hoạch livestream. Chúng ta cũng có một kế hoạch livestream. Và chúng ta cũng bán hàng bằng livestream rất là tốt. Đấy. Thì tôi cũng có khóa học bán hàng bằng livestream kỹ thuật rồi sản phẩm rồi xây kênh rồi các thứ trên Facebook và trên TikTok. Hiện nay là hai cái nền tảng livestream tốt nhất để bán hàng, rất là ok. Chúng ta đi kết bạn với khách hàng mục tiêu của chúng ta, bảo họ kết với chúng ta, bảo họ follow chúng ta. Đấy. Nước chảy đá mòn, cứ làm từ từ, cứ làm tích tiểu thành đại nhá. Đừng có kết bạn liên tục. Đấy. Thì nó sẽ bị khóa cái tính năng kết bạn, mà cứ mỗi hôm một vài, mỗi hôm một vài, cứ liên tục như thế, bởi vì mình còn kinh doanh nhiều năm nhiều tháng cơ. Đấy. Và bản thân mình phải trở nên hấp dẫn, nội dung kênh của mình phải trở nên hấp dẫn, thu hút, thì người ta sẽ tự, người ta thích mình, người ta sẽ tự follow mình, đúng không? Đấy. Nghiên cứu về khách hàng mục tiêu, xem họ thích đọc gì, nghe gì, xem gì, nỗi đau của họ là gì, sự sung sướng của họ là gì, đánh vào nỗi đau, đánh vào sự sung sướng đó. Đấy. Kết hợp với định hướng xây dựng thương hiệu của cá nhân hoặc là của nhãn hàng. Sau đó là chúng ta sẽ tạo ra các nội dung phù hợp. Nội dung thì có cả phần định dạng nội dung, như là bài viết, hình ảnh và video, đặc biệt là video ngắn bây giờ người ta rất là quan tâm, đúng không? Và lên kế hoạch content marketing, đăng bài bền bỉ, như tuần này đăng cái gì, chứ không phải là mình thích cứ đăng 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 đăng, mà nó phải có kế hoạch bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài N, tuần 1, tuần 2, tuần 3, tuần 4, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4. Và bắt trend, bắt được cái hot trend. Đấy, ví dụ như là trà xanh hay Tuesday, hay là ví dụ thời gian gần đây thì gần đây là có cái gì, ví dụ như là Trấn Thành, đúng không? Thì mình cũng phải comment về nó, hay là bây giờ đang mùa khoe con thành tích học tập thì mình cũng nói về chủ đề đó. Đấy, rồi thì doanh nghiệp đang rất là khó khăn, thế rồi thì Tân Hiệp Phát thế này, rồi thì Novaland thế kia, mình cũng có thể tham gia vào, thì người ta rất thích những cái chủ đề như vậy. Những cái chủ đề như vậy mình có thể bắt trend được, mình dùng báo chí, mình dùng Google Trending, mình dùng TikTok Trending, Facebook Trending, mình có thể tìm ra được, và sau đó thì mình viết bài, mình đăng bài, hoặc là có những cái sự vụ mình chia sẻ. Và lời khuyên cuối cùng rất là quan trọng, đấy là hãy phát triển thật nhiều nội dung video ngắn. Video ngắn là video có thời lượng dưới 60 giây. Facebook thì nó cho lên đến 90 giây, còn TikTok là dưới 60 giây là một cái thời lượng chuẩn. Của Facebook thì nó gọi là Reels, hay còn gọi là thước phim. Thế TikTok thì chúng ta biết rồi, và YouTube thì nó gọi là YouTube Short. Hầu hết các cái nền tảng mạng xã hội chia sẻ nội dung bây giờ thì đều có short, đều có video ngắn, kể cả Pinterest cũng có short. Đấy, rất là nhiều. Đấy. Lượt xem trên video ngắn hoặc là video dài một chút thì hiện nay đang rất nhiều. Kết hợp với live stream nữa thì cực kỳ là sẽ tăng được lượt tương tác. Và mình có thể là gì? Chia sẻ các nội dung không phải do mình làm, có thể là lấy nội dung của người khác, lấy nội dung của nước ngoài về, và mình đăng lại trên Facebook cá nhân, mình đăng lại trên fanpage. Đấy, và đặc biệt là tích cực đi trả lời comment nữa. Nha. Ví dụ người ta nói là ôi tuyệt vời quá anh Phan Anh ơi, thì mình cũng phải vâng cảm ơn bạn. Sau đó mình lại đặt một cái câu hỏi,
Thế bạn thấy tuyệt vời ở chỗ nào? Thế thì nó mới liên tục tạo ra cái tương tác hai chiều. Chứ còn nó bảo tuyệt vời quá, mình bấm like cái xong đi ra. Thế thì như vậy hết chuyện rồi, đúng không? Mà nói chuyện với nhau để có chuyện mà nói. Nói chuyện với nhau để có chuyện mà nói. Đấy. Tiếp tục. Cứ thế thì cái kênh của mình nó rất là mạnh. Đấy. Và không để cho nó dừng, không để cho câu chuyện nó bị kết đắm, mà luôn luôn để kết mở. Nó comment cái gì mình lại comment lại, không mình lại hỏi tiếp. Thế là nó lại trả lời tiếp, thế là mình lại comment tiếp, mình lại hỏi tiếp. Thế cứ thế thì đấy là những cái mẹo rất là quan trọng để mà chúng ta tăng được lượng tương tác trên Facebook cá nhân, trên fanpage và trên group. Từ chủ đề, từ kỹ thuật, từ nội dung, từ hình ảnh, từ video, từ thời điểm. Rồi thì cách làm cho cái nội dung của mình có chất lượng hơn, cách chọn chủ đề hấp dẫn, đúng không ạ, vân vân. Rồi cái phương pháp mình làm cũng là cái video như này, nhưng mà nhảy nhót hát ca đấy, thì nó sẽ vui hơn. Hay là bây giờ có một cô xinh đẹp ngồi cạnh tôi, hai thầy trò tung hứng thì có khi còn hay hơn. Tôi cứ ngồi tôi độc thoại như thế này, đúng không? Vâng. Ok. Thì như vậy tạm thời chúng ta kết thúc cái video bài học là làm thế nào để tăng được lượt tương tác trên Facebook cá nhân, fanpage của group. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, hiện là giảng viên đại học, là một chuyên gia tư vấn đào tạo và triển khai về các hoạt động marketing. Công ty của chúng tôi là công ty PA Marketing, chuyên đào tạo, chuyên tư vấn và triển khai các hoạt động kinh doanh online, bán hàng online. Và nếu các bạn có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và trợ giúp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.